Xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay em xin giới thiệu với các bác một bộ cấu hình rất là cao cấp các bác nhé. Một bộ cấu hình này thì em xin ghép với một bộ như sau. Đó là một chiếc mic Shure UGX10 hay là mã các bác nhé. Một chiếc vang cơ rất là cao cấp, đó là con K9000 Plus. Con này sử dụng chip 21489 của Mỹ luôn các bác nhé. MB K9000, con này thì rất nhiều bác dùng rồi, không thường chưa bác nào chê cả. Với một con cục đẩy Yamaha P4400, con này 500W là kênh các bác nhé. 500W kênh rất là mạnh. Thì em đang một kênh em đang đánh với một đôi loa, hai kênh này đang đánh với một đôi loa 30 và một kênh này đánh súp. Súp thì em đang đánh với súp 718 đây các bác, JBL 718 bát 50 các bác nhé. Bát 50 rất là lực. Cái bộ này thì đánh em sẽ đánh hai cái này thì em sẽ đánh là một đôi loa và cái này đánh cộp kênh và đánh súp. Đấy, thì với một bộ như này thì các bác tha hồ chiến những cái phòng cực kỳ cao cấp luôn. Loa thì hiện tại em đang đánh với một đôi EV12 giá 6 triệu đồng một đôi. Còn có một đôi nữa, đôi FTE1. Đôi này nó đôi KT12 các bác nhé. KT12 em đang bán với giá 9 triệu rưỡi, còn đôi EV12 đang bán với giá là 6 triệu chưa báo ship. Đấy, thì hiện tại em đang ghép với EV12. Còn bác nào muốn nâng cấp lên FT1 KT12 thì dòng loa của Đức này, dòng loa của Anh này thì các bác có thể lên được nhé, có thể thêm tiền. Đấy, thì bây giờ em xin giới thiệu với các bác luôn. Giới thiệu rồi thì bây giờ em sẽ hát thử cho các bác nghe. Một cái cấu hình như này thì với cái cục đẩy 4 kênh thì các bác có thể ghép thêm được một đôi loa nữa các bác nhé. Nghĩa là hai đôi 30 vào một kênh, còn một kênh cũng được một đôi 30. Còn hai kênh chúng ta có thể đánh súp. Đấy, với công lực của con này thì rất là khỏe luôn. Đẩy 4 kênh và giá rất là ưu đãi, em đang bán với giá là 6 triệu 6 bao ship toàn quốc. Vang MB K9000 là 3 triệu 9, mic UGX10 là 2 triệu 3. Mời các bác đeo tai nghe để cảm nhận bộ dàn các bác nhé. Em vô tình, em chẳng hiểu cho anh trong những đêm sầu đau. Giờ trách em đâu phải để bắt đền, nhưng tại vì anh buồn. Vì sao thế em, hay cuộc đời như một một đêm sau từ lúc tuổi đôi mươi, trong lúc vòng tay anh chưa chọn ân ai, nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn phương. Thương nhau rồi anh lại sợ khi xa anh mất đi người. Em thường bao rằng tình cách dù trông gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng làm thân gái lớn yêu tình sợ đơn côi. Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời.
cho người yêu con, thương con thật nhiều như trầu yêu bên cầu. Em ơi hãy cho anh đang không hận vì đôi ta lỡ lại, chế thì buồn ăn năn, xin em hiểu rằng anh chỉ yêu vì em. Anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái tim khổ đau. Phận số anh thương đế đã an bài cho cuộc đời chung. Chắc một mình em hiểu, em thường bảo rằng tình cách dù trông gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Lực không các bác, rất là hay, rất là sáng tiếng. Rất là hay và sáng tiếng đúng không các bác? Và con cục đẩy P4004 này giá là 6.6 triệu. Nó sử dụng sò NGV kép cho tiếng cực kỳ sáng và lực. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới giúp em nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Chào tất cả các bác. Hẹn các bác ở những clip lần sau.